Để mở đầu cho tập truyện ngày hôm nay, Duy sẽ kể cho mọi người nghe một cái câu chuyện được gửi lại từ một bạn nữ. Bạn này thì quê ở Bến Tre, nghe chuyện trên kênh của chúng ta lâu rồi, ngày hôm nay bạn mới dám can đảm để mà kể lại câu chuyện của bạn, cũng như là mẹ bạn và cái người chị dâu của bạn trải nghiệm trong chính cái căn nhà của mình. Theo như lời của bạn kể thì cha mẹ của bạn ngày xưa có một cái nghề, đó chính là buôn bán tạp hóa, bán từ năm 1997 tới bây giờ luôn đó. Ngày xưa lúc mà chưa đẻ bạn ra đó thì cha mẹ còn ở chung nhà với ông bà ngoại, có nghĩa là ở chung với lại những anh em khác của mình đó, ở đó rồi buôn bán. Cứ tầm khoảng 3-4 giờ sáng á, thì cha mẹ sẽ đẩy nguyên chiếc xe hàng này ra ngoài chợ để bán, chứ không phải là bán ngay tại trước cửa nhà của mình đâu. Có thể là nhà tuốt ở trong ruộng trong đồng rồi bưng ra chợ bán, rồi bán vậy đó hết ngày cái bắt đầu đi về. Khoảng thời gian đó nói chung á thì cũng khá là bình thường, không có chuyện gì lạ xảy ra hết trơn á. Tầm khoảng 1 năm sau thì mẹ có thai và mẹ đẻ ra bạn đó. Trước đó thì mẹ cũng đã có một người con trai rồi, là anh hai lớn của bạn. Rồi bất ngờ là cho tới cái năm bạn được 1 tuổi, cái tự nhiên bà ngoại của bạn mất. Sau khi ngoại mất thì chắc có lẽ ba mẹ không có muốn ở chung với những người anh em của mình nữa. Thành ra là mới dồn một cái số tiền còn lại của mình đó, đi ra gần chợ mua miếng đất cất nhà lên ở ngoại. Và cái câu chuyện của bạn nó bắt đầu từ đây. Thời điểm đó thì chắc có lẽ là cha mẹ của bạn cũng muốn ra riêng, không có muốn phụ thuộc gia đình ba má hai bên, cho nên cũng cắn răng để mà mua một cái miếng đất này gần ngoài chợ để mà tiện cho cái việc kinh doanh buôn bán. Ngặt một cái miếng đất này nó nằm sâu tuốt ở trong một cái con đường rất là nhỏ. Vô trong đó là một cái miếng đất nó lọt thỏm giữa bốn căn nhà. Có nghĩa là xung quanh bốn bề của miếng đất này toàn là nhà của người ta đã cất lên sẵn hết trơn rồi. Chỉ là trước cửa nhà của bạn có một con đường nhỏ xíu vậy nè, mà cái con đường này chính là cái con đường của cái nhà bà phía trước cửa nhà bạn đó. Bà xây ra cái bà để kế bên vậy nè, cho nhà bạn có đường đi tới lui thôi. Khi mua đất thì phải mua luôn con đường này mới được vô ở. Chắc có lẽ thời điểm đó kinh tế cũng eo hẹp, thành ra là cái miếng đất nào vừa túi tiền thì cha mẹ cũng mua thôi. Khi mua cái miếng đất này thì bốn bề ở bốn nhà đó ai cũng lấn cái miếng đất này hết trơn. Có nghĩa là lâu lâu cái người ta lấn xíu mà bốn nhà ai cũng muốn lấn hết trơn. Với lại cha mẹ của bạn là người từ chỗ khác tới, đâu có phải là người trong xóm này đâu, cho nên là người ta cứ mặc sức mà người ta lấn đất thôi. Mới vừa về ở, chưa kịp làm quen với chòm xóm gì hết trơn thì hết người này tới người kia, đây đó của tôi nè, tới đây, ai cũng giành vậy hết trơn thì chịu đâu có nổi. Tới đỉnh điểm là cha mẹ của bạn phải mang cuốn sổ đỏ ra cho người ta coi, đo đạt tới đây nè, đủ bao nhiêu mét đất đó mới chịu im, chứ thôi là có giành hoài luôn. Sau khi mà nói xong rồi thì bốn cái nhà xung quanh đó là hầu như có vẻ ai cũng hiểu, thành ra người ta im, người ta không có dám lấn đất của nhà bạn nữa. Tuy nhiên trong đó có duy nhất cái nhà của bà này, bà đó là bà Sáu Kiệm, bà cũng ở kế bên luôn đó. Bà lúc nào cũng giành đất này hết trơn, mặc dầu nói rồi đưa cuốn sổ cho coi rồi nhưng bà giành hoài vậy đó. Lâu lâu cái bà kê răng miếng, bà lấn răng miếng vậy nè, mẹ mới phát hiện, và thế là hai bà mới chửi lộn với nhau luôn. Thấy cảnh đó đâu có chịu được, phải chửi bà mới được. Rồi lời qua tiếng lại đâu sao không biết, tại vì cha mẹ của bạn cứ thấy bà làm khó nhà mình quá trời à, cứ chèn ép ta quá, thành ra mẹ mới giọt miệng bà chửi bà Sáu luôn. Bà mới nói, ủa bà Sáu, bà dành chi có vài mét đất à, để mốt bà chết bà chôn ở chỗ này hay gì? Thì bà cũng trả lời lại, bà nói nếu mà tao có chết á, tao cũng về tao ám nguyên cái nhà của tụi bay nữa. Rồi cũng còn chửi lộn nhau dài nữa, nhưng một hồi thì bà cũng im, tại vì bà biết bà sai rồi, đất người ta giấy tờ có hẳn thôi, dành sao được mà dành. Rồi bà cũng rút lại cái phần đất của bà đã dành đó, bà trả lại y nguyên cho nhà của bạn. Và thế là sau cái cuộc cãi lộn dữ trời đó, mặc dầu cái xóm này cũng rất là đông nhà, tuy nhiên hình như là nhà cha mẹ bạn ít qua lại với ai, tại vì chung quanh đâu có ai ưa nhà của bạn đâu. Rồi thôi à, kệ, ai mạnh ai nấy sống. Bạn đi một khoảng thời gian sau, trong một cái ngày, tháng mấy thì bạn không có nhớ, năm 2009. Cái tháng đó thì ở cái chỗ của bạn mưa bão rất là nhiều, bão mà làm thiệt hại rất là nhiều nhà của dân luôn, tốc mái rồi thậm chí sập nhà đổ cây quá trời luôn. Đùng một cái, trong cái đêm bão lớn nhất, bão mạnh nhất, thì cái bà Sáu Kiệm này, bà chết trong đêm luôn. Do bà chết quá đột ngột, thành ra nguyên cái xóm hầu như là không ai biết hết trơn. Người ta cứ lo, ráng canh coi cái nhà của mình có bị thiệt hại gì hay không. Đêm đó đang còn bão mà. Qua tới sáng hôm sau, cơn bão nó cũng qua đi. Nhưng mà nhà người ta bây giờ banh chành quá trời rồi, nóc cũng bay đi. Người ta phải lo, chăm lo cho cái nhà của người ta nè, sửa sang lại căn nhà sau cơn bão. Thành ra là đâu có ai quan tâm tới cái đám ma của bà Sáu Kiệm đâu. Cho nên là cảnh tượng ngày hôm đó, cái đám ma của bà rất là hiu hắt luôn. Thấy như vậy thì có lẽ như là nhà của bà tổ chức đám ma cũng nhanh chóng dữ lắm. Kiểu như là để cái hòm trong vòng có ngày à, qua ngày sau cũng đem bà đi chôn luôn. Đâu có ai đâu mà đi, chỉ là những người dòng dòng họ hàng bà con thôi à. Chòm xóm người ta cũng chưa có thời gian đi nữa. Bởi vậy bạn nói cái thời điểm đó, hầu như người ta đi đám ma của bà toàn đi đám ma nguội không à. Có nghĩa là chôn rồi á, người ta mới qua, người ta hỏi thăm, thăm viếng vài câu rồi người ta cũng về. Ngay cái lúc mà hay tin bà Sáu này bà chết á, thì nhà của bạn mới ngỡ ngàng ra rằng, trùng hợp một cái là cái phần đất mà bà lấn nhà mình á, đúng bằng một cái phần đất người ta thường hay chôn người chết luôn. Cái chiều ngang nó cũng cỡ cỡ vậy đó, vừa đủ một cái mã, là như vậy. Rồi cái chuyện gì tới nó cũng tới. Vài ngày sau á, tới cái ngày mở cửa mã của bà Sáu, cái bắt đầu bà về, bà nhát mẹ của bạn đầu tiên.
Nói về cái nhà của bạn ở thì chắc do cái phần đất này cha mẹ mua nó cũng eo hẹp quá, tại vì bốn bề toàn là nhà người khác xây rồi không à. Thấy nhỏ quá thành ra là cha mẹ của bạn có xây nên một cái nhà một trệt một lầu. Ở dưới có hai phòng ngủ, ở trên lầu cũng có hai phòng ngủ luôn. Mặc dầu là trên dưới ở đâu cũng có phòng ngủ, nhưng mà đa số nhà của bạn khoái cái phòng ở trên lầu hơn. Tại vì cái phòng ở trên lầu á, nó thoáng mát, với lại nó cũng có cửa sổ nè, rồi nó có thêm cái lỗ thông gió nữa. Cái lỗ thông gió này nó cũng bự nha, lúc nào cũng mở để cho gió nó lưu thông ở trong ở ngoài. Nhưng ngặt một cái phòng này nó lại sát dách với nhà của bà Sáu Kiệm luôn. Kế bên cái lỗ thông gió là cái phòng của bà đó. Nhưng mới đầu ở nhà của bạn đâu nghĩ gì đâu, thôi kệ bà, nhà bà thì chuyện của bà, lúc nào cũng lên cái phòng này ngủ hết trơn vậy đó. Nhưng đâu có ngờ, chính vì cái ngày đầu tiên, lần đầu tiên bà Sáu Kiệm này về nhát mẹ của bạn, bà đã qua nhà của bạn bằng cái lỗ thông gió đó. Cái buổi chiều tối ngày hôm đó, tự nhiên mới ăn cơm xong à, cái mẹ của bạn thấy hơi mệt, cho nên là mẹ mới leo lên lầu á, mẹ nằm mẹ ngủ trước. Riêng ba cha con của bạn á thì lui cui dưới bếp mẹ nằm, lo đóng gói ba cái bịch đường muối bột ngọt á, đóng gói thành bịch ký ký gì đó để sẵn ở đó. Tại vì mới vừa sau cơn bão, có vài cái mạnh thường quân á, người ta tới đây nè, người ta mua ba cái đường muối á, để mà người ta phát lại cho những cái người nghèo, những cái hộ dân bị ảnh hưởng sau bão đó. Khi mà người ta mua, người ta có dặn với nhà của bạn á làm đóng gói sẵn từng bịch đi để mà người ta đi phát cho người dân cho nó dễ. Bởi vậy chắc là do cả ngày mẹ của bạn đứng bán rồi, mẹ mệt, trên thôi lên trển ngủ trước. Còn riêng ba cha con ở đây á, làm cho tới nào xong thì thôi. Ba cha con đang hì hục soạn đồ dưới này nè, thì tự nhiên mới nghe mẹ từ trên lầu á, mẹ la trời ơi, la quá trời luôn. Cái mẹ mới chạy xuống nhà. Lúc đó mới có 9 giờ kém à, chưa được 9 giờ tối nữa. Bạn thấy mặt của bà mẹ rất là hốt hoảng luôn, thất thần gì nè, giống như là mới bị cái gì vậy đó. Nhưng mà mẹ nhìn bạn với lại anh hai của bạn á, cái mẹ mới khựng lại, mẹ không có nói, chắc là mẹ sợ hai đứa sợ. Thành ra mẹ mới nói cha, ở trên phòng có rắn á, ông lên trển ông coi, bắt giùm tôi coi. Bởi vậy là cha mới lên trển, cha bắt rắn giùm cho mẹ, còn hai anh em dẫn cái này làm tiếp. Nhưng mà khi hai vợ chồng lên tới trên phòng rồi á, thì mẹ mới kể riêng cho cha. Mẹ mới nói không hiểu sao hồi nãy lúc mà tôi nằm á, tôi nhắm mắt tôi ngủ, nhưng mà tôi có cảm giác giống như là ai đang đứng ở ngoài mùng á, ngay chỗ cái giò của tôi, đứng mà nhìn chằm chằm vậy nè. Ngủ nha, nhưng vẫn cảm thấy rất là rõ ràng. Nhưng mà tôi đâu nghĩ gì đâu, tôi nghĩ chắc là bữa nay á làm mệt rồi á, nằm thấy tào lao vậy thôi à, chứ tôi đâu có mở mắt làm cái gì, tôi vẫn nằm im ở đó. Mà không biết sao ông ơi, giống như là nó biết tôi đã thức rồi, nhưng tôi không chịu mở mắt hay sao á. Bởi vậy á, nó nhát tôi tiếp chứ không phải vậy là thôi đâu. Bà mẹ bà nói nha, giống như nó bắt đầu nó phá hơn rồi. Tại vì á, mẹ đang nhắm mắt vậy nè, mà nằm sát cái vách mùng luôn, vẫn có cái mùng ở trong phòng nha. Khi mẹ nằm vậy đó, thì mẹ cảm giác giống như là cái mùng này có ai đứng ở ngoài á, mà người ta cứ vỗ vỗ nhẹ lên cái mùng vậy nè. Tại vì mẹ mở mắt ra thì mẹ thấy cái mùng á, nó chuyển động, cái mùng nó cứ gợn sóng vậy nè, kiểu như ai đang đứng rồi thổi gió vô vậy đó. Cái mùng nó mỏng mà, cho nên nó cứ bay bay vậy đó. Khi mà nó cứ nhấp nhô làm cho cái miếng vải mùng á nó đụng vô cái đùi của mẹ. Mẹ cảm thấy sao mà cái mùng này bao hồi nó đụng cái nó xuất ra, giống như ai đang đứng ở ngoài giỡn với mình vậy đó. Mẹ mới nghĩ lạ, mẹ nói ủa, cái cửa phòng đang đóng đâu có mở đâu, đâu có ai vô, mà với lại đâu có gió má gì đâu, còn cái lỗ thông gió nó tuốt đằng kia, không lẽ gió nó thổi mạnh cỡ nào mà nó có thể vòng tới cái chỗ mình ngủ được hay sao ta. Khi đó là mẹ thấy ớn rồi, mẹ định lồm cồm ngồi dậy coi thử còn sao, nhưng không có nhúc nhích gì được hết trơn á, cái cơ thể nó cứng như cục đá. Nhìn lại cái phần ngực của mình á, thì mới thấy là nguyên một cái cục đen thùi lùi ngồi đè trên ngực của mẹ rồi, là mẹ cứng ngắc, mẹ không làm được hết trơn á. Ngay lúc này thì mặc dầu mẹ không thấy cái bóng này nó có mặt mũi gì hết trơn á, nhưng mẹ nghe bên lỗ tai của mẹ một cái giọng nói, đây là giọng của cái bà đàn bà. Bà mới nói, ê mày có nhớ cái gì bữa đó mày nói với tao không mày. Nói xong bắt đầu người ta cười, mà cười cái giọng cười y chang cái giọng cười của bà Sáu Kiệm nhà kế bên luôn, giọng cười của bà chứ của ai. Rồi thế là mẹ mới niệm phật hoài, niệm hoài một hồi cái bà mất tiêu, bà không còn ngồi trển nữa. Mẹ mới sợ quá tóc mùng chạy xuống nói với ba cha con đó. Mặc dầu đó chỉ là lần đầu tiên thôi, tuy nhiên mẹ cũng đã biết bà đã mon men, bà muốn về bà phá mình rồi. Nhưng mẹ của bạn là một cái người rất là cứng, mẹ rất là ghét bà, thành ra là không có cúng kiến gì cho bà hết trơn á, cứ để đà vậy đó. Bà muốn về bà về, kệ bà. Rồi cuối cùng là cũng đâu thấy bà về nhát gì đâu, nguyên một khoảng thời gian dài luôn. Cho tới cuối năm đó, bạn nhớ rất là rõ, ngày 28 Tết á thì bạn bị sốt xuất huyết, cho nên là bạn mới nằm trong bệnh viện á. Ở nhà còn lại ba người, cha thì không có rành buôn bán gì mấy, thành ra cha mới vô bệnh viện á, cha nuôi bạn. Riêng mẹ với anh hai ở nhà rành cái chuyện buôn bán hơn, cho nên hai mẹ con á mới đi ra một cái sạp đồ ngoài chợ á, ở ngoài đó canh rồi buôn bán nguyên một ngày luôn. Những ngày bình thường khi mà ra ngoài chợ bán nguyên một ngày rồi á, thì mọi người cũng đóng cửa dẹp rồi về nhà ăn uống. Tuy nhiên trong những cái ngày mà cận Tết như bây giờ á, thì lúc nào mẹ của bạn cũng trưng hàng ra quá trời luôn để bán cho Tết đó mà. Chính vì như vậy mà trong suốt những ngày Tết nhất, cái gian hàng buôn bán của mẹ ngoài chợ á, đâu có đóng cửa đâu, cứ mở hoài xuyên suốt 24/24 luôn, rồi thay phiên nhau ra ngoài á, nằm ngủ để mà canh cho tới cái ngày giao thừa. Ngày hôm đó thì mẹ cùng với anh hai, hai mẹ con buôn bán gần tới 12 giờ rồi, cũng tranh thủ dọn dẹp đóng cửa rồi về cúng giao thừa ở nhà. Trên đường mẹ với anh hai về tới cổng nhà rồi đó, thì mẹ mới đưa cái chìa khóa cho anh hai vô cửa nhà mở trước đi, mẹ đi sau lưng.
khi mà mẹ đi tới cái bậc thềm trước cửa nhà của mình rồi đó, thì tự nhiên cái ánh mắt của mẹ đang hướng nhìn vô chỗ anh hai, nhưng mà phía bên cái khóe mắt của mẹ, mẹ vẫn còn thấy được có một cái bóng người đang đứng lấp ló đó mà nhìn qua hướng nhà của mình. Nhưng khi đó mẹ không có nghĩ gì hết á, mẹ cứ nghĩ chắc là phía bên nhà của bả đang đón giao thừa, rồi người ta chưa ngủ, người ta còn đi lãng vảng thôi à. Rồi hai mẹ con cũng vô trong nhà. Sau đó thì mẹ cũng cúng giao thừa, cúng xong á thì cũng vô nhà tắm, tắm rửa rồi đi ngủ như bình thường, mới đi buôn bán về mệt gần chết mà. Lần đó thì tự nhiên bà Sáu bà về bả nhát mẹ nữa. Hai mẹ con, mẹ với anh hai ngủ chung một phòng, tại vì nhà cũng đơn chiếc, còn có hai mẹ con trong nhà thôi à. Lần này á thì mẹ không có ngủ trong cái căn phòng mà có cửa sổ thông gió sát bên cái phòng của bà Sáu nữa. Mẹ với anh hai mới ngủ một cái phòng kế bên, nhưng mà cũng ở trên lầu luôn. Tuy nhiên bà vẫn qua bà nhát. Đang nằm ngủ ngon vậy đó thì mẹ mới giật mình. Mẹ mới thấy tự ngoài cửa, cái cửa phòng đã mở ra tự hồi nào rồi. Thấy bà đứng chần dần ngay chỗ cái cửa luôn. Mà lúc này bà Sáu, bà mặc trên người một cái bộ đồ bà ba. Cái bộ đồ bà ba màu đỏ. Cái áo bà ba của bà đỏ chét đỏ lè. Bà đang đứng, cái lưng của bà khòm xuống như bà già vậy nè, mà bà quay cái lưng của bà hướng về hai mẹ con nha. Cái mặt của bà thì đang hướng về ngoài cửa. Một chút xíu sau thôi, mẹ mới thấy là cái đầu của bà nó xoay 180 độ luôn. Nó xoay từ ngoài cửa mà nó xoay làm sao hướng vô cái mặt của mẹ, nhìn thẳng vô mặt của mẹ vậy nè. Bởi vậy là mẹ mới hết hồn. Mẹ mới giật mình thôi là chớp mắt một cái thấy bà ngồi ngay trên cái ngực của mẹ rồi, dùng dãy quá trời, la làng dữ lắm, nhưng có ai nghe đâu, không có cử động được hết trơn á. Anh hai nằm kế bên nhưng cũng ngủ say như chết, không biết gì hết. Rồi mẹ cũng nhớ y như lần trước, cũng phải niệm Phật thôi chứ đâu biết làm gì đâu. Niệm niệm một hồi á, bả cũng mất tiêu. Mẹ mới quơ vào cái tay của mình được, quơ làm sao trúng cái mặt của anh hai cái bóp vậy nè, mới giật mình, mới tỉnh dậy đó. Lần đầu thấy thì còn đỡ sợ nha, nhưng riêng lần này là bắt đầu ớn rồi. Mẹ nói cái gì đâu mà cái đầu của bả nó quay mà nó lội ngược ra phía sau lưng, nhìn ớn gần chết luôn vậy đó. Cho nên sau cái lần này, mẹ cũng mua đồ dạy cúng, cũng giái bả, hy vọng bả đừng có dạy phá mình nữa. Cái chuyện gì qua rồi cho nó qua đi. Rồi cũng thôi à, lâu lâu cái bả mới về bả nhát lần vậy đó. Cái thời gian sau này không thấy nữa. Cho tới năm 2013, thời điểm đó thì nhà của bạn có hay được thông tin á, ở ngoài chợ người ta sắp sửa giải tỏa rồi, cái khu chợ này sẽ là một cái nơi khác, còn cái chợ sẽ dời đi một cái nơi khác nữa. Cái nơi đó cách nhà tầm khoảng 4-5 cây số luôn. Nghe được cái thông tin như vậy á thì cha mẹ của bạn cũng đón đầu được rồi. Lúc này cũng dùng một cái số tiền của mình để mà mua một cái miếng đất gần cái chợ mới á, để mà cất lên một cái nhà nữa. Sở dĩ mà cha mẹ của bạn muốn cất thêm cái nhà cũng là vì sau này muốn bán riêng tại nhà của mình ở ngoài đường lớn, chứ không còn muốn bán trong chợ nữa. Cất lên cái nhà mới xong rồi, thời điểm đầu cũng chưa có qua nhà đó buôn bán gì hết trơn á, vẫn bán ở trong cái chợ mới. Cái chợ mới đã xây dựng xong rồi. Khi mà bán ở đó thì cha mẹ của bạn vẫn còn sinh sống tại ngôi nhà cũ này. Ban ngày thì bán ở chợ, còn ban đêm á thì cho anh hai qua nhà mới, anh hai ngủ ở bển. Nói về bạn á thì thời điểm đó bạn cũng đã học lớp 11 rồi, tới giờ đó mới chịu ra ngủ riêng đó, chứ hồi trước giờ á toàn là ngủ chung với cha mẹ không à. Khi bạn ra ngủ riêng, bạn chọn một cái phòng thoải mái, thoáng mát. Đó chính là cái phòng mà lần đầu tiên mẹ bạn bị bà Sáu bà về bà nhát á. Cái phòng mà có cái lỗ thông gió đối diện nhà của bà đó. Cái cảm giác mà lần đầu tiên được ngủ mình ên trong phòng á, nó rất là khoái luôn. Bởi vậy khi bạn ngủ á, bạn thoải mái dữ lắm. Cũng tại vì lúc đó bạn chưa hề được nghe mẹ bạn kể cái gì về những cái chuyện ma mẹ bạn bị nhát hết trơn á. Tới sau này mẹ mới kể lại. Ngủ cũng thoải mái, tâm thế bình thường dữ lắm. Cho tới một đêm. Cái đêm đó học bài xong rồi cũng leo lên giường để mà ngủ. Nhưng cái tật của bạn á, bạn mê bấm điện thoại, cứ nằm trên giường bấm hoài nè, tới khuya lắc khuya lơ vẫn chưa có ngủ. Cũng do là cái cửa phòng nó bằng kính, người đứng ở ngoài có thể nhìn vô được, cho nên bạn thấy khuya quá rồi, bạn bấm điện thoại sợ bị mẹ đi ngang mẹ thấy mẹ la nữa. Bởi vậy bạn bấm điện thoại, bạn kéo cái mền, bạn trùm cái người của bạn lại, bạn bấm ở trong cái mền á, dòng cái thứ trùm mền mà bấm điện thoại nữa thì nó dễ ngủ dữ lắm. Tại vì cái mền tối hù à, trong khi màn hình điện thoại nó sáng trưng vậy đó, nó làm con mắt của mình rất là cay. Bấm một hồi á, cái bạn mới ngủ luôn trong cái mền hồi nào không hay. Bạn đang ngủ tới nửa đêm vậy đó thì bạn có cảm giác là sao mà ngợp quá trời ngợp à, tại cái mền nó phủ đầu luôn mà. Bạn mới kéo cái mền xuống. Khi kéo cái mền xuống, bạn mới đưa con mắt lờ mờ bạn nhìn ra ngoài cái cửa kính phòng của bạn á. Cái cửa kính này á là cái dạng cửa kính mà nó mờ mờ đục đục á, nhìn thấy bóng người nhưng không có thấy rõ là ai thôi. Bạn nhìn ra bạn thấy rõ ràng có một cái bóng người đang đứng ở ngoài á, kiểu như đang đứng mà người ta muốn đưa cái mặt vô người ta nhìn coi trong phòng này có ai vậy đó mà. Lúc đó bạn còn say ke, bởi vậy bạn nhìn không có rõ gì hết trơn á, cứ nhìn mờ mờ vậy nè. Bạn mới nheo nhíu mắt một hồi á, bạn không thấy nữa. Khi đó bạn ngồi dậy rồi nha, định nó là thôi kệ, nằm xuống ngủ tiếp đi. Mới vừa quay đầu nằm xuống thôi á, thì bạn đưa mắt bạn nhìn kế bên cái giường của bạn trong phòng á, cái bóng đen này đang đứng sát cái giường của bạn rồi. Bạn chưa kịp hoàng hồn, chưa kịp la làng cho ai hết trơn á, thì giống như có một cái bàn tay vô hình thôi, người ta đưa vô cổ của bạn, người ta bóp nghẹt vậy nè, bóp làm sao bạn không thể nào thở nổi được luôn. Bạn nói cảm giác của bạn vừa khó thở mà không có la làng được lên hết trơn á, bạn nói chuyện mà không ra tiếng luôn mà. Bạn cũng niệm Phật, mới đầu bạn niệm trong lòng thôi. Một hồi sau người ta vẫn còn bóp cổ nữa thì bạn liên tiếp bạn nói thành tiếng ngay luôn, hên là bạn la làng được. Bạn niệm Phật thiệt lớn vậy nè, mẹ mới nghe vậy đó. Mẹ mở cửa mẹ chạy qua rồi thì mọi cảnh trước mắt của bạn hoàn toàn bình thường, cái bóng đen cũng mất tiêu từ hồi nào rồi.
Mẹ cũng hỏi quá trời, gì vậy? Đang ngủ bị gì vậy? Nhưng bạn không dám trả lời, tại vì đang ban đêm mà. Ráng ngủ, đợi tới sáng ngày hôm sau bạn mới dám kể lại cái chuyện này cho mẹ nghe. Qua tới sáng ngày hôm sau, khi bạn kể lại cho mẹ nghe đó, thì mẹ có lấy cái sợi vòng bằng cái cây dâu tầm ăn người ta gọt thành những cái vòng nhỏ nhỏ đó, đưa bạn đeo vô, rồi để cây dao xét trên đầu nằm của bạn. Đồng thời, mẹ cũng nhắn nhủ bạn là bây giờ con ngủ con phải đổi đầu nằm lại đi, đừng có nằm đầu đó, với lại đổi tư thế ngủ. Con ngủ, con quay mặt vô trong phòng, đừng có quay mặt ra ngoài cửa phòng nữa, rủi đang ngủ, thấy tầm bậy tầm bạ là giật mình không nên. Khi mà hai mẹ con nói chuyện xong thì ngày hôm đó mẹ cũng nấu một cái mâm đồ cúng để mà cúng cho bà Sáu này. Nhưng chắc có lẽ mẹ bận bịu quá, bán buôn tùm lum hết trơn, bởi vậy bạn thấy là mẹ cúng cũng không có được chỉnh chu như hồi lần trước nữa, kiểu như là cúng cũng cúng sơ sài thôi, không có đầy đủ gì hết. Chắc có lẽ vì như vậy đó mà bà về bà nhát nữa, chứ bà chưa có buông tha. Tối đêm nay ngủ thì tự nhiên cái bạn mới nhớ là cái chuyện đêm qua, thành ra bạn cũng ớn ớn trong người, nhưng mà vẫn ngủ trong căn phòng đó nha. Đêm nay ngủ thì bạn có đổi hướng bạn nằm, rồi bạn cũng có xoay mặt vô trong, bạn không có xoay cái mặt ra ngoài cửa nữa. Đang nằm nửa đêm, không có đắp mền, tự nhiên cái bạn cảm thấy bạn lạnh sống lưng, hơi lạnh lạnh cái người rồi. Bởi vậy bạn mới lờm cờm bạn ngồi dậy, bạn mới chồm cái tay, bạn định kéo cái mền bạn đắp cả người bạn lại. Khi bạn chồm cái tay thôi, thì tự nhiên bạn mới nghe một cái giọng nói rõ ràng luôn, giống như ai đứng kế bên chỗ của bạn vậy đó, nhưng mà thiệt ra không có ai hết. Cái người này mới nói, sợ rồi sao, sợ rồi đó hả? Ê, bày đặt bỏ dao trên đầu nằm nữa. Ủa, bộ mày tính làm vậy là tao sợ mày hả mày? Bạn đang còn khòm cái lưng, bạn định kéo cái mền của mình vậy nè, thì bạn cảm nhận cái người của mình nó nặng trịch luôn, nó nặng từ từ rồi nó cứng ngắc, không làm gì được hết trơn á. Rồi bạn nói tiếp, khôn hồn á thì mày nói với mẹ mày cúng kiến đàng hoàng cho tao, nếu mà cúng tào lao sơ sài đó, tao về tao quậy nữa, nhà mày tự chịu nha. Rồi thôi, bà tha cho bạn chứ bà không có đè, không làm nữa hết trơn á. Lúc này bạn bật ngồi dậy được một cái là bạn chạy qua tới phòng của mẹ luôn, bạn ngủ ở bển, rồi bạn cũng kể cho mẹ nghe. Qua sáng ngày hôm sau nữa, mẹ cũng cúng, nhưng cúng một cách rất đàng hoàng, đầy đủ món ăn tùm lum cho bà hết. Hên là lần này sau một khoảng thời gian dài, bà không còn nhát bạn nữa. Bạn nói sau nhiều lần bà về bà nhát hai mẹ con, không biết có ý gì. Nhưng mà kể từ đó, cha mẹ của bạn cũng quyết định qua cái căn nhà mới ở luôn, không còn ở cái nhà cũ này nữa. Cả nhà ở bển được khoảng một năm trời, thì lúc này anh hai của bạn cưới vợ. Sau khi cưới vợ xong, cha có cho anh hai căn nhà cũ đó để mà hai vợ chồng của anh ở bển luôn. Khi mà về bển ở rồi, anh hai đi làm cái nghề chở mướn cho người ta, chị hai thì đi làm công ty bình thường thôi. Bắt đầu bà Sáu bà chuyển mục đích, bà nhát tới cái người chị dâu của bạn, không còn nhát hai mẹ con của bạn nữa. Nhưng bạn thấy lạ một chỗ, trong nhà của bạn có 5 người, 3 nữ 2 nam, mà tại sao bà Sáu bà chỉ nhát những người nữ trong nhà thôi, còn anh hai với lại cha của bạn chưa bao giờ bị nhát hết trơn á. Chung quy lại thì tầm khoảng 8 tháng trời, chị hai về cái nhà đó ở đó, thì chị hai lúc nào cũng ngủ không có ngon giấc hết trơn. Đêm nào ngủ cũng giật mình thức dậy, nghe cái tiếng xả nước trong nhà tắm bị hoài vậy luôn. Với lại chị hai bà cũng yếu ống dí dữ lắm, yếu hơn mẹ với lại bạn rất là nhiều. Cho tới đỉnh điểm là một cái lần đó, bà chị hai bà mới hớt hải chạy qua kể cho hai mẹ con của bạn nghe. Bà nói trời ơi, hồi đêm qua lúc mà anh hai của bạn đang đi chở mướn cho người ta, về khuya 2-3 giờ sáng chưa có về nữa, mình ên chỉ ngủ trong cái phòng đó, đang ngủ say vậy đó, thì tự nhiên chị mới bị một ai nắm nguyên cái đầu tóc của chị kéo mà giật thiệt mạnh vậy nè. Chị đâu có làm được gì đâu, đàn bà con gái mà. Mới đầu thì chị hai nằm tuốt trong mép giường bên trong, còn cái người đó người ta đang đứng phía ngoài, là đang đứng phía ngoài cửa phòng, đứng ngoài đó mà chồm cái tay nắm nguyên cái đầu tóc của chị hai, kéo làm sao mà chị hai bà lọt cái đầu xuống dưới giường luôn. Khi bà mở con mắt ra thì bà thấy bà đang nằm lưng lửng giữa cái giường với lại cái sàn nhà rồi. Cái phần khúc trên của bà đang cắm xuống đất vậy nè, còn nửa người dưới vẫn còn nằm trên giường. Cái lúc bị nắm tóc thì nhắm con mắt lại mở không được. Tới khi mà người ta buông ra rồi, chị hai mới mở con mắt ra, nhìn từ phía dưới nhìn lên thì thấy đứng ngay cửa phòng một cái bà đàn bà mặc cái bộ đồ bà ba màu đỏ nha. Bà quay cái lưng về hướng chị hai, nhưng cái đầu của bà quay ngược về cái mặt chị hai nè, nhìn chằm chằm cái chỗ của chị hai luôn. Thì đó là bà Sáu chứ ai. Chị hai bà nói lúc đó là bà hết biết gì hết trơn rồi, hên là cơ thể không bị cứng nha. Bà ngồi dậy, bà bắt đầu đi từ trên đó xuống dưới cầu thang, mà đi tầm khoảng vài bước là té một bước, kiểu như là đi không nổi, quá trời sợ. Xuống tới nhà dưới rồi thì tranh thủ kiếm chìa khóa xe, xách cái xe chạy thẳng qua bên nhà mới của bạn luôn, không có đóng cửa nẻo gì hết trơn, mở tan quát, đèn đuốc trong nhà cũng sáng trưng luôn. Về tới bển kể cho cha mẹ của bạn nghe ngay trong đêm luôn. Một hồi tầm khoảng 3 giờ mấy, anh hai đi chở mướn về, thấy nhà cửa mở tan quát, đèn đuốc thì sáng trưng, trời ơi, cứ tưởng đâu trộm không à. Vô kêu vợ ơi, vợ ơi, thì không thấy bà vợ đó hết trơn. Biết rồi, biết vợ mình bị gì rồi, mới điện về cho nhà của bạn thì hay tin chị hai của bạn đang bên nhà bển á. Thôi thì cha mẹ của bạn cũng kêu á, con ngủ đỡ ở đây đi, cho con chồng con nó ngủ bên nhà bển. Qua tới ngày hôm sau, cả nhà của bạn cũng đắn đo dữ lắm, mới đưa ra một cái quyết định cuối cùng, đó chính là phải bán luôn cái nhà đó đi, đừng có ở nhà cũ nữa, nguyên nhà mình chuyển qua cái nhà mới để mà ở. Chứ bây giờ á, thấy bà nhát người ta quá trời, ai trong nhà mình cũng bị nhát hết trơn á, thì nếu mà ở bển nữa là bà còn nhát nữa, đâu có chịu nổi. Nhưng mà hên, khi mà bán căn nhà cũ xong, cả nhà của bạn chuyển qua cái nhà mới ở, hầu như là bà không còn nhát nữa. Chắc có lẽ
Bà chỉ nhát tới mức độ đó thôi, để mà cho cả nhà của bạn không còn ở trong căn nhà đó. Bà muốn đuổi đi, không muốn ở gần bà thôi, chứ về nhà mới cách xa rồi, bà không có nhát nữa gì hết. Nói về căn nhà này á, thì cha mẹ của bạn cũng cho một cái người nhà kế bên người ta mua luôn. Mua căn nhà này á, người ta không có ở, mà người ta chỉ làm cái kho chứa hàng với lại nuôi chó mèo thôi. Chó thì không biết chó gì, nhưng mèo á, đa số toàn là mèo đen không à. Hồi trước tới giờ thì bạn đâu có được nghe những cái câu chuyện ma về căn nhà cũ của mình, bạn chỉ thấy những cái trải nghiệm của mình thôi à. Mẹ chưa kể, chị hai chưa kể. Tới ngày hôm nay, có một cái bà hàng xóm ở phía bên nhà cũ á, bà qua bên chợ nè, để mà ghé nhà của bạn á, mua đồ tạp hóa. Thì sẵn miệng bà có kể là những cái câu chuyện mà khi bà nghe được ở cái nhà cũ mà nhà bạn đã bán rồi đó. Bà mới nói là khi mà cái bà Tư bà mua lại căn nhà đó, bà làm cái nhà kho bà nuôi mèo rồi đó. Thì cái ngày hôm đó, bà đi ngang cái nhà kho này, bà nghe sao mèo kêu quá trời, cứ kêu meo meo, kêu hoài mà kêu rất là dữ dội. Những cái tiếng mèo giống như là mèo nó mới vừa đẻ, mèo con nó kêu vậy đó, rất là ghê, như em bé khóc luôn. Đỉnh điểm là cái lần đó bà còn thấy ở trong cái chỗ này, đi vô trong đó là một cái con mèo, mà con mèo này á, nó đang đi hướng vô trong nhà. Tuy nhiên cái đầu của nó đó thì nó quay ngược ra phía sau vậy nè, nó nhìn bà, nó là quay chứ thực sự không phải vậy, kiểu như là cái đầu của nó mọc nhưng mọc ngược ra phía sau. Đó là y nguyên cái lời của cái bà hàng xóm là bà diễn tả vậy đó. Rồi là kể từ cái lần đó là bà thấy con mèo này mất tâm mất dạng, không còn kiếm được nó luôn. Đó là những câu chuyện của cái cô hàng xóm này kể lại cho bạn nghe sau khi người ta mua lại căn nhà đó. Còn những câu chuyện bạn kể lại hồi nãy giờ á, là do mẹ với lại chị dâu của bạn kể lại. Và tới bây giờ gia đình của bạn đang sống tại căn nhà mới rồi, ổn thỏa bình thường, không có gì xảy ra cả. Câu chuyện của bạn cũng đã kết thúc. Chắc có lẽ vong hồn của bà Sáu Kiệm á, cũng đi đầu thai hay gì đó rồi, không thấy nữa. Kế tiếp là một cái câu chuyện cũng rất là hay, Duy được kể lại từ một bạn nam. Câu chuyện của bạn nam này á, thì Duy cũng từng kể ở cái tập truyện 288, là tập truyện chiếc nắp hòm thù hận đó mọi người. Cái câu chuyện đó nó có liên quan tới cái nghề nghiệp của gia đình bạn, đó chính là cái nghề buôn bán hòm. Đây cũng là một cái nghề truyền thống từ hồi đó giờ của nhà bạn rồi. Bởi vậy bạn nói nhà của bạn có nguyên cái trại hòm cũng khá là có tiếng ở Long An đó mọi người. Nói về cái nghề buôn bán hòm này, thật ra nó cũng giống như là tất cả những cái nghề nghiệp lao động khác trong xã hội thôi, cũng kiếm những cái đồng tiền chính đáng từ cái sức lao động của mình. Tuy nhiên, nghề nào cũng vậy hết, cũng có những cái quy tắc, những cái luật ngầm ở trong nghề. Đó giống như là những cái điều bất thành văn, người ta không có nói rõ cho tất cả mọi người biết thôi. Tuy nhiên, đa số ai ở trong nghề thì hầu như ai cũng biết. Cái nghề buôn bán hòm này cũng vậy, có một số cái điều luật mà nghe thì khó tin, nhưng mà nó có thiệt nha mọi người. Theo như lời của bạn kể lại vậy. Tại vì thường á, khi mà mình kinh doanh buôn bán hòm, cái trại hòm của mình để rất là nhiều hòm trưng bày vậy nè. Nếu như mà qua ngày hôm sau, có một gia đình nào đó người ta chuẩn bị mua cái hòm trong cái trại hòm của mình đó, thì thường cái trại hòm này đêm đó, ngay cái hòm đó sẽ gõ ba cái tiếng két két két, nó kêu vậy đó, thì cái người chủ trại hòm người ta sẽ đoán được cái hòm này nè là ngày mai có khách tới người ta mua. Nói ra thì có vẻ hơi mê tín dị đoan, cũng có nhiều ý kiến ta nói ủa lỡ như cái này nó trùng hợp thì sao. Nhưng không phải, tại vì đã có rất là nhiều cái trường hợp nó y chang vậy rồi, cho nên người ta mới nghĩ như vậy. Không phải tự nhiên mà bạn kể câu chuyện này ra, tại vì nó có cái sự việc xảy ra vậy nè. Cái lần đó khi mà cha của bạn á, đi làm đám ma cho người ta về rồi, cha có ghé cái trại hòm này để mà làm việc, sẵn rồi ngủ lại đó luôn. Đêm đó thì cha có ở lại cùng với một cái người lính của cha nữa, hai anh em cùng ở đây. Đang ngồi làm việc ban đêm đó, thì tự nhiên cha của bạn mới nghe một cái tiếng, nó cứ kêu két, 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 giống như là ai cọ sát những khúc gỗ lại vậy đó. Nó kêu kẹt, kẹt, kẹt làm hoài vậy nè. Mới đầu thì cứ tưởng đâu là chó, là chuột không à. Nhưng khi đi ra coi á, thì cái tiếng này nó phát ra từ một cái hòm ở phía trước á. Thường thì những cái hòm trưng bày, cha của bạn sẽ để theo từng hàng, ngay hàng thẳng lối dữ lắm luôn. Mới đầu thì cha cứ tưởng đâu là con mèo, con chuột, con chó gì đó nó kêu không à. Mà không phải, cái tiếng này không phải tiếng kêu của con gì hết trơn á, giống như có ai đang làm cái gì đó. Mặc dù cũng sợ đó, chủ trại hòm mà cũng hơi sợ nha. Tuy nhiên cũng phải đi ra coi thử coi nó phát ra từ chỗ nào. Càng đi ra phía trước coi á, thì hình như cái tiếng két này nó xuất phát từ một cái hòm đang trưng bày ở đó. Cái hòm này nằm ở một cái dãy hòm phía bên phải á. Nghe như vậy thì cha giật mình liền luôn, tại vì cha ổng rất là sợ, sợ ma, sợ cái hồn ma của ông Tư hèm nhà phía sau á, ổng về ổng nhát mình. Tại vì ở cái câu chuyện trước á, Duy cũng từng kể có một cái người, cái chú này á nhậu xỉn dữ lắm luôn, rồi ổng đã chết ngay tại cái nhà của ổng, mà nhà của ổng ở phía sau cái trại hòm của cha luôn. Bởi vậy ổng cứ về ổng nhát cha của bạn hoài à. Sau này cúng kiến rồi đỡ không có về nữa đó, nhưng mà riêng cái lần này nghe vậy thì cha cứ tưởng đâu ổng về nhát mình không à, cũng ớn, rồi thôi tranh thủ vô ngủ sớm đi. Rồi không biết là trùng hợp làm sao, qua tới sáng ngày hôm sau, có một cái gia đình, người ta tới đây để mà lựa hòm, mua hòm về làm đám ma cho người thân người ta. Sau cả buổi trời đi vòng vòng nguyên cái trại hòm, kiếm rất là nhiều hòm luôn, cuối cùng người ta chỉ ưng ý được cái hòm này thôi. Đó chính là cái hòm hồi tối, cha của bạn nghe nó phát ra ba cái tiếng két 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 đó. Thấy quá lạ đi. Sau khi bán hòm cho người ta xong rồi thì cha cũng nói chuyện với những cái người quen biết. Những cái chú này cũng là những người chủ trại hòm không à, cũng có kinh nghiệm.
Hỏi ra thì người ta mới cho cha biết một cái mánh khóe lạ vậy. Những cái hòm nào chuẩn bị được người ta mua đó, thì trước đó một đêm, thường nó sẽ kêu lên ba cái tiếng két két két, báo hiệu rằng có người chuẩn bị mua rồi, lạ vậy. Theo như những cái gì mà cha của bạn hiểu biết, cộng với những cái điều mà người lớn người xưa truyền lại, cha có kể lại cho bạn nghe vậy. Thiệt ra cái nghề buôn bán hòm nó cũng y chang những nghề buôn bán khác vậy thôi. Khi mà buôn bán thì sẽ có lời có lỗ, đúng thiệt là vậy. Những cái ngày mình buôn bán được đó thì không nói rồi, còn những ngày mình buôn bán ế đi, mình sẽ làm mọi cách để mà chiêu dụ khách hàng, rồi khuyến mãi này nọ cho người ta tới mua cái mặt hàng của mình. Những mặt hàng khác thì quá dễ rồi, nhưng riêng cái nghề bán hòm nó hơi nhạy cảm, nó hơi kỳ kỳ chút, là tại vì á, cái mặt hàng này nó khác với lại những mặt hàng khác. Nhiều khi mình muốn người ta tới mua nhiều, chẳng khác nào mình tù một cái người khác người ta mất mạng, người ta mua hàng của mình sao? Bởi vậy cái điều đó cũng không được. Mà chủ trại hòm người ta cũng không muốn điều đó xảy ra nữa. Người ta chỉ muốn thuận theo ý trời thôi, có người mua thì người ta sẽ bán. Tuy nhiên nói vậy thì nói, dù sao thì đây cũng là một cái công việc kinh doanh buôn bán bình thường thôi. Mà đã kinh doanh buôn bán rồi thì ai mà không muốn mình kinh doanh có lời, bán được hàng của mình chứ. Bởi vậy cũng có nhiều người, người ta bán ế, người ta bán không được đó, người ta sẽ dùng những cái chiêu bài để mà có khách hàng tới mua hòm của mình. Tuy nhiên riêng cái nghề bán hòm này, theo những người lớn, những người kỳ cựu, người ta nói có ba cái điều mà cho dù mình có bán ế cỡ nào mình cũng không được làm. Nếu mình làm thì chẳng khác nào mình muốn một người mất mạng để mua hòm của mình sao? Biết thì biết vậy đó, để mà tránh chứ không có được làm nha. Và ba cái điều cấm đó là như thế này. Điều thứ nhất, khi mà chủ trại hòm muốn bán được cái hòm nào trong trại hòm của mình đó, thì chỉ cần xách cái trống đám ma ra, đứng ngay tại cái đầu hòm á, rồi lập một cái bàn, trên đó để toàn thức ăn, nước uống, trái cây đồ nọ đó, giống như cúng vong hồn bình thường thôi. Để ở đó, rồi dùng cái dùi á, đánh ba cái thiệt là lớn vô cái trống này, thì qua ngày hôm sau, hoặc trễ nhất là 2 ngày nữa, sẽ có người tới mua cái hòm này liền. Điều thứ hai, chủ trại hòm sẽ kêu vợ con của mình á, lấy những cái bộ đồ tang, rồi đeo khăn tang lên, quỳ ngay trước tại một cái hòm nào đó đi, quỳ ở đó khóc lóc van xin y chang như làm người thân bạn bè của mình đang nằm chết trong cái hòm đó vậy đó, khóc như thiệt luôn, khóc hoài á, thì đúng qua ngày hôm sau sẽ có người tới mua cái hòm này. Và cái điều thứ ba là cái ông chủ trại hòm này, ông sẽ chui vô một cái hòm, ông nằm ở trong, ông giả ngủ luôn, kiểu như là giả chết luôn vậy đó, nằm tầm khoảng nửa tiếng đồng hồ thì ông chui ra, chắc chắn qua ngày hôm sau sẽ có người mua cái hòm này. Khi mà Duy kể câu chuyện này thì Duy cũng nghe được một số bạn nói rằng người ta cũng có cái nghề là đi ngủ thuê á, có nghĩa là người ta mướn một người nào đó vô cái hòm này nằm ngủ đi, để mà chủ trại hòm người ta có thể bán được cái hòm này, có cái nghề đó luôn đó. Cha nói thiệt sự, sau khi mà cha nghe người lớn kể lại những cái điều này á, cha không có tin đâu, chỉ nghĩ đó là những cái điều truyền miệng từ người xưa người ta nói để mà răn dạy mình thôi. Mặc dầu không tin nhưng cha cũng không bao giờ dám thử và tuyệt đối sẽ không bao giờ làm, tại những cái chuyện này á rất là thất đức, với lại nó sẽ gây ra một cái hậu quả rất lớn đối với bản thân của người chủ trại hòm, không dám làm đâu. Chính vì như vậy mà phương châm với lại cái tâm với nghề của cha bạn hồi đó giờ á, buôn bán hòm là vậy, nhưng khi nào ế quá thì thôi làm chuyện khác chứ tuyệt đối không dám làm mấy cái này đâu. Rồi khi mà cha nghe vậy, cha biết rồi để đó vậy thôi để mình tránh. Thiệt ra đâu có tính vậy đâu. Cho tới một ngày, buổi chiều ngày hôm đó thì cha mới nhận một cái thông tin, đó chính là chú Bảy. Chú này cũng là một cái chủ trại hòm luôn, ở cái xã khác, cũng là anh em xã hội với cha đó. Người ta mới nói là Bảy nó chết rồi, đi đám ma của nó đi. Sau đó thì cha có qua dự cái đám tang của chú Bảy này, thì cha có biết ra được một cái sự việc như thế này nè. Cha nói cái bữa đó khi mà đi qua đám ma của chú Bảy á, cũng có đi chung với lại mấy cái ông bạn của ổng luôn. Qua tới bển thì cũng hơi buồn đó, tại vì thằng Bảy này á, nó còn trẻ quá, sao mà chết kỳ vậy trời, không biết lý do là gì hết trơn á. Mà nhìn kỹ lại cái hòm để ngay giữa nhà là một cái hòm rất là tồi tàn, kiểu như là một cái hòm rất là rẻ tiền vậy đó, nó không có hoa văn, không có gì hết trơn luôn, giống như là cái hòm bằng dán ép vậy đó mọi người. Nói chung cái hòm giá rẻ nhất trong tất cả những loại hòm luôn. Bởi vậy cha mới thấy lạ, cha nó ủa kỳ vậy, dù sao thằng Bảy nó cũng là chủ trại hòm mà, không lẽ vợ nó không liệm cho nó được cái hòm đàng hoàng sao ta, cái hòm gì mà kỳ cục vậy. Cái hòm này thường á là những cái hòm cho từ thiện thôi đó. Bởi vậy vô đứng thắp nhang mà cứ suy nghĩ hoài à, ủa kỳ vậy ta, cái thằng này nó cũng giàu có mà sao kỳ vậy, vợ nó kỳ cục vậy. Rồi khi mà ra ngoài bàn ngồi nói chuyện đó thì cha cũng hỏi với lại vợ của chú Bảy này, hỏi tại sao mà chú Bảy mất. Thì cái cô vợ này cổ mới kể cho mọi người nghe một cái câu chuyện. Cổ mới nói trời ơi mấy anh biết không, cái thời gian này á, nguyên cái trại hòm của em sao mà ế quá trời, không có ai tới mua gì hết trơn á, bởi vậy đâu có tiền ra vô gì đâu. Thế vậy thì chồng của em á, ổng mới nghe ai kể lại là có ba cái điều mình làm á thì người ta sẽ tới mua cái hòm của mình, thì chính là ba cái điều hồi nãy Duy mới vừa kể đó. Sau khi mà nghe như vậy thì chú Bảy ổng cũng tin, bởi vậy ổng về á là ngay lập tức ổng áp dụng cái điều thứ ba, đó chính là chủ trại hòm sẽ nhảy vô một cái hòm nằm ở trong ngủ nửa tiếng thì qua hôm sau sẽ có người mua. Ổng về ổng làm thử luôn, ổng nhảy vô cái hòm đó, cái hòm mắc tiền nha, vô trong đó nằm đi, nằm khoảng nửa tiếng à, đúng thiệt. Qua ngày hôm sau có một cái gia đình, người ta tới người ta mua đúng cái hòm đó luôn, ổng thấy quá là mừng. Bởi vậy ổng nghĩ cái cách này đúng rồi, lâu lâu mà cái tiệm mình có ế thì ổng mới dám làm, chứ không phải là ngày nào cũng làm nha, tại vì ổng biết cái chuyện này có nghiệp. Sau khi mà thấy chồng mình làm cái chuyện này á thì cô Bảy mới la, bà nói ông làm gì kỳ vậy,
Trời ơi, bán buôn không được á thì mình làm nghề khác. Chứ mắc cái gì ông làm vậy? Giống như là ông trù người ta chết rồi người ta tới mua hòm của nhà mình, tôi không có chịu đâu nha. Nhưng mà chú Bảy ổng mới chửi lại. Ổng nói bây giờ bà không làm á, bà đừng có xía vô, đi chỗ khác đi, lo chuyện cơm nước đi. Cái chuyện tôi làm, tôi kiếm tiền cũng lo cho ai? Cho vợ cho con chứ cho ai? Thí dụ có nghiệp đi, tôi chịu, bà không có chịu gì hết á, thôi đừng xía vô. Ổng nói vậy rồi thôi, bà cũng im luôn, để cho ổng muốn làm gì thì làm. Nghe tới đây á thì có một cái chú đi đám ma, ổng ngồi chung, ổng nói trời ơi, bởi vậy mấy bữa trước nó có điện cho tao, nó khoe là nó làm vậy đó, có người tới mua thiệt. Tao mới khuyên nó, tao nói không có được nha mày, làm cái nghề này là tuyệt đối không có làm cái chuyện đó được. Nhưng mà nó không chịu, nó phớt lờ, nó làm bao nhiêu ngày hôm nay nó mới chết nè. Rồi cô Bảy cũng mới nói tiếp, mấy anh biết không, sau cái ngày mà hai vợ chồng tụi em cãi lộn đó, em mới thấy là ổng cứ xui rủi ập tới hoài à. Bữa hôm đó chạy chiếc xe ba gác mà chở hòm cho người ta, chạy trên đường á đâu có cọ quẹt với ai đâu, té mình ên không biết cán phải cái gì á, mà cái xe ba gác nó lật luôn, lật làm sao cái hòm rớt rồi hư cái hòm của người ta luôn đó anh. Cho tới mới ngày hôm qua nè, thấy buôn bán ế ẩm quá, ổng cũng xài lại cái chiêu cũ, đó chính là ổng nhảy vô cái hòm ổng ngủ nữa anh. Bữa đó là bữa trưa rồi, em thấy là tự nhiên á, ổng vô cái hòm ổng nằm ở trỏng. Tại vì á, ổng với em cãi lộn, ổng la em hoài à, em thấy vậy em cũng im luôn, đâu có dám nói, lại gần là ổng đuổi đi à. Thôi thì em xuống dưới bếp á, em nấu cơm cho mấy đứa nhỏ ăn. Ổng vô trỏng nằm là buổi trưa. Tới tầm khoảng chiều chiều 4-5 giờ em kiếm ổng á, không thấy ổng luôn. Em cứ tưởng đâu á là ổng nằm ở trỏng, ổng ngủ xong rồi, nửa tiếng á, ổng đi ra ngoài ổng đi công chuyện không à. Kêu hoài, đâu có thấy trong nhà đâu, hàng xóm cũng không thấy ổng luôn. Kiếm vòng vòng trong xóm không có rồi á, thì em cứ tưởng đâu là ổng đi giao hòm cho người ta, rồi ổng qua bên đám ma ổng làm bển không à. Bởi vậy á, em cũng ngồi em đợi cơm hoài. Tới 6 giờ mấy 7 giờ chiều rồi không thấy. Em móc điện thoại ra, em điện cho cái nhóm đạo tì lính của ổng á, hỏi coi là anh Bảy mày á có đi làm đám chung tụi bay hay không. Tụi nó mới trả lời á, anh Bảy bữa nay đâu có giao hòm cho ai đâu, đâu có đi đâu, tụi em cũng ở nhà mà. Bởi vậy em tá quả lên rồi, em mới điện tụi nó, kêu tụi nó qua cái trại hòm này kiếm thử coi anh Bảy mày mất tiêu rồi. Khi mà cái nhóm đạo tì nó qua nó kiếm giùm á, nguyên cả cái nhóm đạo tì cả chục đứa túa ra cái trại hòm để mà kiếm, mà đâu có đâu anh, kêu quá trời ổng cũng không trả lời luôn. Tại vì hồi trưa á, ổng vô cái hòm ổng nằm, em đâu có để ý tới đâu, em đâu có biết là ổng nằm trong cái hòm nào, cái trại cũng quá là nhiều hòm mà. Trong cái hòm á thì cũng có nhiều khu, có những khu hòm đắt tiền nè, hòm mà gỗ tốt lắm, rồi cũng có những cái khu hòm rẻ tiền, hòm từ thiện, hòm bằng nhắn ép này nọ nhỏ nhỏ đó cũng có luôn. Lúc đó em móc điện thoại ra, em điện cho ổng, điện muốn cháy máy cả trăm cuộc luôn, nhưng mà không có điện được, toàn là thuê bao không à, giống như là ổng gỡ sim, ổng tắt nguồn rồi hay sao đó. Anh biết sao không? Tại vì thường những cái lần trước á, khi mà ổng nhảy vô cái hòm ổng ngủ, ổng sẽ thường chọn những cái hòm nào xịn xịn mắc tiền cho người ta tới mua đúng cái hòm đó để mình có tiền. Bởi vậy lần này á, em cứ tưởng đâu anh Bảy chồng của em, ổng cũng nhảy vô một cái hòm mắc tiền. Em toàn kiếm bên cái khu mà hòm tốt, hòm gỗ xịn không à. Em đâu có để ý tới cái dãy hòm mà ba cái hòm từ thiện, hòm rẻ tiền đâu. Mà không hiểu sao, tự nhiên nguyên nhóm đang kiếm bên này á, thì cái con chó trong nhà nuôi á, nó đứng nó chu chừng vài tiếng vậy đó, cái nó sủa lên, nó sủa sao mà ngay tuốt ở trong cái góc nhà, cái góc đó toàn là để ba cái hòm rẻ tiền không à, chất cả trỏng á. Vậy là nguyên đám hết hồn rồi, mới kéo vô trỏng để mà coi thử coi sao. Thiệt tình luôn, vô tới trỏng mới thấy một cái hòm, mà cái hòm này đã đóng nắp lại rồi. Trong khi nguyên một cái nhà của em trưng bày hòm ra đó, không có cái hòm nào đóng nắp lại hết trơn. Cái hòm khi mình trưng bày, mình cũng để nắp hòm ở trên cái đó, nhưng mà khi mình đẩy nắp hòm lại, mình sẽ có cái cây mình chống lên cho nó hở ra tầm khoảng 3cm vậy nè, chứ không phải đóng chặt lại giống như cái lúc mình liệm người chết đâu. Mà lạ một cái, chỉ riêng cái hòm này nó đóng chặt lại luôn rồi. Lúc đó là em tá quả luôn rồi, em biết là chồng em đang nằm ở trỏng. Tại vì cái hòm này á, có vẻ nó nặng dữ lắm luôn, mà không hiểu sao giống như cái nắp hòm á được dán keo rồi bắt ốc vít lại vậy đó, nó cứng ngắc. Nguyên cả đám thanh niên kéo cái nắp hòm ra mà kéo không được, nó cứng ngắc dính khắn luôn. Bởi vậy lúc đó em không biết làm gì hết trơn á, em quỳ xuống ngay tại cái đầu hòm này, em mới cầu xin với ổng. Em nói á, trời ơi, nếu mà anh có linh thiêng, anh mất rồi trong cái hòm này á, anh khiến cho cái tụi này á nó mở được cái nắp ra đi để mà nhìn mặt lần cuối, rồi em chuyển anh qua cái hòm khác nó đàng hoàng hơn, chứ cái hòm này rẻ tiền quá à, anh nằm sao mà được. Giái với ổng như vậy đó, thì tự nhiên mấy đứa này á nó mở cái nắp hòm ra được, nhẹ hửng hơn luôn. Mở cái nắp hòm ra rồi á, mới thấy ổng nằm yên vị ở đó, nằm chết trân luôn, mà nằm ngay chọt, kiểu giống như là cái người đã chết rồi, nằm khâm liệm vậy đó. Cái tư thế nằm của ổng á, nằm ngay chọt luôn, mà hai cái giò xuân đục gì nè, hai cái tay á thì chắp lại rồi để ngay ở trên cái bụng của ổng, y chang như cái người mà người ta chết rồi khâm liệm vậy đó. Giống như là ổng đã biết trước được ổng chết rồi, ổng nằm cái tư thế y chang vậy luôn anh, rất là ngộ. Mọi người nói lúc đó cái cô Bảy này á, cổ chết trân luôn, cổ xỉu ngay tại chỗ. Còn riêng những cái chú đạo tì á, người ta mới nói chuyện với nhau, người ta nói là dù sao anh Bảy cũng chết rồi, thôi thì cứ gian giá với ảnh đi, nếu mà ảnh linh thiêng á thì ảnh cho tụi mình đem cái xác của ảnh qua cái hòm khác khang trang hơn, đẹp đẽ hơn, chứ chủ trại hòm mà sao nằm trong cái hòm vậy được. Cũng gian giá dữ lắm luôn, người ta cũng bắt đầu đem cái xác của chú Bảy lên để mà chuyển qua cái hòm khác, nhưng không được, nó cứng ngắc luôn, giống như là cái lưng của ổng đã được dán keo, nó dán keo làm sao nó dính khắn vô với lại cái đít của cái hòm này vậy đó, kéo lên không có được. Nghe la làng quá trời á, thì bà con chòm sớm cũng vô coi, coi đông nghẹt luôn, ai cũng dái dang hết trơn mà không có được.
Cuối cùng thì vẫn để ổng nằm yên vị trong cái hòm này, bởi vậy ngày hôm nay mới thấy cảnh đó đó. Sau khi mà xong xuôi hết rồi thì cái chú đạo tỳ trưởng á, chú mới nói là anh Bảy, chắc là ảnh làm cái chuyện này ảnh làm nhiều lần quá, bởi vậy ảnh bị nghiệp. Ngày hôm nay ảnh lãnh cái nghiệp của ảnh là cũng phải thôi, chắc là không khiêng ảnh đi được rồi. Cái chú này còn nói thêm, phải chi mà ảnh nằm ở trỏng, khi mà cái nắp hòm đóng lại ảnh còn biết á, thì ảnh còn la làng, ảnh kêu cứu với mọi người, ảnh điện thoại cho người ta, hoặc điện thoại cho ảnh còn nghe máy chứ. Đằng này ảnh nằm ngay chọt ở đó, ảnh không có la làng gì hết, mà cái tư thế nằm của ảnh giống như đã biết trước được cái chết của mình vậy đó. Thì đâu, chắc cũng do là cái số cái mạng của ảnh tới đây cũng đã tận rồi. Thôi thì cuối cùng dù sao cũng phải làm đám ma, mời anh em của cha tới rồi á, cha cũng vô cho nhìn mặt, thì cha thấy làm thiệt, nằm ở đó mà hai cái tay á đang lại gì nè, để ngay trên bụng của mình, nằm ngay chọt đó luôn. Chừng nào chôn á chỉ cần đậy nắp hòm lại thôi à. Sau khi mà đem đi chôn rồi, cũng có một cái chú đó, chú cũng lớn tuổi rồi, cũng làm chủ trại hòm, anh em quen biết vậy đó mà. Chú mới dặn với cô Bảy, vợ của chú Bảy á, chôn cất xong rồi vô trong nhà lập liền cho tôi một cái bàn cúng đi, cúng cho người ta để giữa nhà đó. Hỏi chi á thì ông chú này mới nói là tại vì thằng Bảy á, cái nghiệp nó quá nặng, nó biết cái điều này là cái điều cấm mà nó vẫn làm. Bây giờ người ta về người ta bắt nó đi đó, nếu mà không cúng thì sắp tới người ta còn bắt luôn vợ con của thằng Bảy là Cưng với lại con của Cưng đó. Cô Bảy cũng nghe lời chú đó, lập một cái bàn cúng thành tâm, xin với người ta đừng có về bắt thêm người nào nữa. Ổng làm vậy ổng cũng đã chịu cái nghiệp của ổng rồi. Sau khi cúng kiến xong á, cô Bảy cũng bán rẻ lại tất cả những cái hòm trong trại hòm của mình luôn, làm cái nghề khác, không còn làm cái nghề buôn bán hòm nữa. Cái ngày hôm đó, khi mà cha của bạn cùng với những cái người anh em của cha đó nghe câu chuyện này, rất là tin, tin vào những cái điều cấm, những cái điều kiêng kỵ của cái nghề của mình, tin hơn rất là nhiều rồi. Bởi vậy mới kể lại câu chuyện ngày hôm nay cho mọi người đó. Bởi vậy thì qua câu chuyện này, bạn cũng mong muốn mọi người hiểu hơn về gốc khuất của cái nghề buôn bán hòm này. Mặc dầu có những điều cấm vậy, nhưng mà người ta không bao giờ dám làm. Chỉ có những người một số ít, những cái người mà người ta có gan lớn, người ta mới dám làm chuyện này thôi. Chứ cái chuyện đó nó nghiệp dữ lắm luôn. Nếu mà bán vậy đó, có ế quá thì thôi nghỉ, làm chuyện khác. Chừng nào có người mua thì mình bán, chứ không bao giờ dám suy nghĩ tới cái chuyện này hết trơn á. Tới đây thì hai câu chuyện thật hay của chúng ta cũng đã kết thúc rồi đó.